Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ dành cho tháng 10 năm 2023. Tháng 10 cũng là tháng đầu tiên của năm tài khóa năm 2024, có nghĩa là số lượng visa của chính phủ Mỹ được cấp ra là một số lượng hoàn toàn mới. Thì như vậy thì số lượng dành cho tháng 10 trở đi thì sẽ có nhiều hơn so với trước đó. Và các thông tin dự đoán này chỉ mang tính chất tham khảo trong lúc mà chúng ta chờ lịch chính thức. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh trong bản lịch visa và lịch mở hồ sơ. Diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A là vợ hoặc chồng và các con nhỏ có thường trú nhân. Diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi có thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Trước tiên là ở bản dự đoán lịch visa của tháng 10, hay còn gọi là lịch phỏng vấn với lãnh sự quán. Theo dự đoán của văn phòng luật sư Kahn Sutterman, thì văn phòng của luật sư đã dự đoán tất cả các diện từ diện F1 cho tới diện F4 tình hình rất khả quan. Ở diện F1 thì ngày ưu tiên được dự đoán là ngày 1 tháng 3 năm 2015, tăng được 8 tuần. Diện F2A, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 2 năm 2018, tăng được 4 tuần. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 11 năm 2015, tăng được 6 tuần. Diện F3, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2009, tăng được 2 tuần. Và ở diện F4, thì dự đoán là ngày 22 tháng 5 năm 2007, tăng được 4 tuần. Thì nhìn chung qua dự đoán của văn phòng luật sư Kahn Sutterman thì chúng ta sẽ thấy được là từ diện F1 cho tới diện F4, tất cả các diện đều được dự đoán là sẽ tăng lên. Hy vọng là khi bản lịch chính thức của tháng 10 được công bố thì bản lịch cũng sẽ giống như vậy. Khi mà lịch visa tăng lên sẽ mang đến rất nhiều niềm vui cho rất nhiều hồ sơ hiện tại đang mong mỏi chờ đợi trong suốt hơn 2 năm vừa qua. Và theo dự đoán của kênh phân tích di trú Jacket thì họ cũng dự đoán các diện sẽ tăng lịch visa ở tháng 10 này. Ở diện F1, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 2 năm 2015, tăng được 5 tuần. Diện F2A dự đoán là ngày 1 tháng 6 năm 2018, tăng được 5 tháng. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 10 năm 2015, tăng được 4 tuần. Diện F3, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2009, tăng được 2 tuần. Và ở diện F4, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 5 năm 2007, tăng được 2 tuần. Thì kênh Jacket này dự đoán tất cả các diện cũng sẽ đều được tăng lên. Theo dự đoán của kênh MyGC Visa đã dự đoán, ở diện F1, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 3 năm 2015, tăng được 9 tuần. Diện F2A, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2018, tăng được 3 tuần. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 11 năm 2015, tăng được 5 tuần. Ở diện F3, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2009, tăng được 2 tuần. Và ở diện F4,
thì dự đoán là ngày 15 tháng 5 năm 2007, tăng được 3 tuần. Thì ở kênh MyGC Visa cũng dự đoán tất cả các diện từ F1 cho tới F4 cũng sẽ khả quan hơn. Hy vọng là trong lịch chính thức của tháng 10 thì tất cả các diện đều cũng sẽ được tăng lên như các kênh này dự đoán. Trong tháng 10 thì có thể do số lượng visa mới cho nên thì các kênh này đã đưa ra dự đoán tình hình tất cả các diện đều sẽ được tăng lên. Hy vọng là trung tâm Visa MVC họ cũng sẽ điều chỉnh tăng trong tháng đầu tiên để mọi người cũng có tinh thần phấn chấn hơn. Ở bản dự đoán lịch mở hồ sơ dành cho tháng 10 hay còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm Visa MVC. Nhìn chung thì bản dự đoán dành cho tháng 10 tất cả các diện cũng được dự đoán là sẽ tăng lên. Ở diện F1, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 10 năm 2017, tăng được 5 tuần. Diện F2A, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 10 năm 2023, tăng được 4 tuần. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 22 tháng 1 năm 2017, dự đoán là tăng 3 tuần. Ở diện F3, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 4 năm 2010, dự đoán tăng 4 tuần. Và ở diện F4, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 4 năm 2008, dự đoán là sẽ tăng 4 tuần. Cũng hy vọng là lịch mở hồ sơ dành cho tháng 10 chính thức thì tất cả các diện cũng sẽ đều được tăng như vậy. Ở bảng dự đoán dành cho diện đầu tư và diện lao động ở cả bảng lịch mở xét hồ sơ và lịch visa, thì dự đoán là ở bảng lịch EB3 lao động có bằng đại học và lao động kỹ năng thì dự kiến là tình hình vẫn là chữ C ở mức hiện tại ở cả hai bảng lịch lịch mở xét hồ sơ và lịch visa. Còn ở loại lao động EB3 lao động phổ thông ở Workers thì được dự đoán ở lịch mở xét hồ sơ, ngày ưu tiên sẽ là ngày 1 tháng 7 năm 2020, dự kiến tăng 8 tuần. Ở bản lịch visa thì được dự đoán là ngày 1 tháng 9 năm 2020, cũng sẽ được tăng khoảng 12 tuần. Còn ở diện EB5 đầu tư thì theo đầu tư trực tiếp và kể cả đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng. Ở cả hai loại này thì đều được dự đoán là lịch mở xét hồ sơ vẫn là chữ C ở mức hiện tại và lịch visa thì cũng vậy, nghĩa là hồ sơ nộp vào và liên tục được giải quyết. Thì hiện tại diện đầu tư EB5 này tại Việt Nam cũng có nhiều gia đình làm hồ sơ. Và mức chi phí thông thường là sẽ rơi vào từ 500.000 đô la cho tới 1 triệu đô la để đầu tư vào Mỹ. Và hồ sơ thì sẽ được đi cùng cả gia đình. Thời gian để làm hồ sơ của diện này hiện nay là khoảng 5 đến 6 năm trở lại. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi, đây là bản lịch visa của năm 2022 trong các tháng vừa qua. Trong suốt cả năm 2022, từ tháng 1 cho tới tháng 12, thì tất cả các diện lịch visa vẫn đều đứng yên không thay đổi. Cột ở phía bên tay phải này là tổng hợp lịch visa của năm 2021 mà tất cả các diện đều đã được giải quyết tăng lên số lượng bao nhiêu tuần để cô chú và các anh chị chúng ta dễ xem. Còn đây là tổng hợp lịch mở hồ sơ của năm 2022. Trong năm 2022 thì chỉ có tháng 7 và tháng 8 thì trung tâm visa đã cho hai tháng này được tăng lên. Còn lại ở các tháng khác thì lịch vẫn đứng yên không thay đổi. Còn phía bên tay phải là tổng hợp lịch mở hồ sơ của năm 2021 để cô chú và các anh chị thuận tiện xem.
để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Đây là dự đoán lịch visa của các diện trong các tháng sắp tới. Đây là bản dự đoán của lịch visa diện F1. Dự đoán lịch visa của diện F2A. Dự đoán lịch visa của diện F2B. Dự đoán lịch visa của diện F3. Dự đoán lịch visa của diện F4. Các thông tin trong bản dự đoán này chỉ mang tính chất tham khảo trong lúc mà chúng ta chờ bản lịch chính thức. Lịch visa và lịch mở hồ sơ chính thức của tháng 10 sẽ được cập nhật trên kênh từ khoảng ngày 8 cho tới ngày 25 tháng 9. Cô chú và các anh chị nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.